OK và chào mừng anh em và chào mừng bạn đã quay trở lại với channel của mình. Trong cái buổi sáng ngày hôm nay thì mình sẽ cùng mọi người chúng ta tiếp tục chúng ta cập nhật về thị trường và chúng ta sẽ cập nhật về xuống của Bitcoin mọi người nhé. OK mọi người xem video của mình có thể ấn giúp mình một like luôn mọi người nhé. Quay trở lại với cái thị trường crypto chúng ta trong cái buổi sáng ngày hôm nay, trong cái buổi sáng ngày hôm nay ngày 18 tháng 5 khi mà mình đang ngồi cập nhật thị trường và mình đang ngồi phân tích thị trường với anh em thì hiện tại thì Bitcoin đang giao dịch quanh mức 66.800 đô. Và chỉ trong cái phiên đêm ngày hôm qua thôi, trong đêm ngày hôm qua thôi thì mọi người đã nhìn thấy một cái đà tăng trưởng của thị trường rất là tốt. Và một cái đà tăng trưởng nó đã kéo theo và nó đẩy cho giá của Bitcoin tiến tới cái vùng giá là 64.500 đô. À 67.500 đô. Và vùng giá này có nghĩa là cái vùng giá mà đã khiến cho mọi người thực sự là tất cả những anh em mà mọi người follow và anh em ở trong nhóm của mình thì chúng ta đã và đang có một cái mức lợi nhuận rất là tốt. Và những anh em mà chúng ta bắt được vùng giá bên dưới này là vùng 56 và 57 ngàn đô thì chúng ta có một cái mức lợi nhuận trong cái đêm ngày hôm qua là 18%. Hoặc là thậm chí là những anh em nào mà chỉ cần bắt được ở cái vùng khoảng tầm 60-61 ngàn đô này thôi thì trong ngày hôm qua thì mọi người cũng có một cái mức lợi nhuận trên 10%. Và thực sự là chúc mừng mọi người Tại vì chúng ta trong cái thân vừa qua Chúng ta đã làm rất tốt Trong cái việc mà bắt đáy của thị trường và đến ngày hôm nay thì tất cả anh em chúng ta đều tăng tài khoản Thế nên là mình cũng cảm thấy rất là vui Và chúng ta sẽ cố gắng là chúng ta duy trì với thị trường trong cái tháng tới anh em nhé Rồi chúng ta sẽ nhìn tổng quan chung một chút về xu hướng Bitcoin hiện tại thì Sau một cái đà tăng trưởng rất tốt khi mà chúng ta bắt được Bitcoin Chúng ta vào được hàng ở những cái vùng giá bên dưới này thì nói là những cái vùng giá mà thực sự khi mà anh em mà chúng ta nhìn tổng quan trở lại thì nó là giá mà quá ngon đúng không ạ những cái vùng giá đấy là cái vùng giá mà thực sự là nhiều người chơi và nhiều anh em mà đến ngày hôm nay thì chúng ta cũng không dám vào hàng nhưng mà chúng ta là những người mà chúng ta vẫn tăng được cái tài khoản trong những con sóng của thị trường ở gần đây nhất thì chúng ta có một con sóng bắt đáy của Bitcoin và bắt đáy của Ancoin trong cái thời điểm trước đó nha chúng ta có một cái điểm bắt ở vùng giá 60 61.000 đô này sau khi mà chúng ta bắt xong thì chúng ta có một cái điểm chốt lời ở trên này và chúng ta cắt out ra và cái điểm mà chúng ta cắt ao thì cũng là một cái vùng tương đối là cao đúng không ạ đó chúng ta đánh được một con sóng tăng trưởng khoảng 10 cho đến 15 tài khoản sau đó chúng ta cắt ao ra và sau khi mà chúng ta cắt ao ra thì thị trường nó chạy theo cực kỳ sát cái plan của mình và giá của Bitcoin nó đã đẩy từ vùng trên này và nó kéo xuống vùng bên dưới này là vùng 56 và vùng 57 ngàn đô và sau khi mà nó kéo xuống cái vùng 56 và 57 ngàn đô có nghĩa là chúng ta đã vào hàng rồi đúng không ạ mà lại trước đấy chúng ta lại đánh là con sóng tăng trưởng khoảng 10 đến 15% đây. Thế là tính ra trung bình hiện tại anh em ở trong nhóm của mình chúng ta vào giá của Bitcoin nó không đến cái mức 56 và 57 000 Mặc dù Bitcoin nó chỉ tạo đáy ở vùng 56 và 57 000 đô thôi. Nhưng mà tính ra trung bình giá mà anh em bắt Bitcoin nó chỉ khoảng, khoảng tầm 52 000 đô cho đến 54 000 đô. Thế nên là thực sự là trong cái thời gian vừa qua khi mà anh em mà chúng ta vào hàng với mình thì chúng ta có điểm vào hàng nó quá tốt Bitcoin nó không về nhưng mà chúng ta lại còn có một cái điểm entry ở vùng 52 đến vùng 54 ngàn đô này Nó quá tốt để chúng ta có thể gồng lời Thế nên là trong cái thời điểm này như anh em nào một follow anh em nào bám sát với mình Chúng ta sẽ tiếp tục chúng ta chắc tay và chúng ta cầm hàng Và cố gắng là chúng ta gồng lời cho mình trong cái tháng tới nhé Về xu hướng của thị trường chúng ta sẽ nhìn tổng quan chung một chút về xu hướng của khung tuần Về xu tuần, khung tuần và về cái xu dài hạn thì chúng ta cũng không có gì mà để phải nói quá nhiều rồi, nhưng mà chúng ta trước đây chúng ta có những cái điểm bảo hàng rất tốt. Ở cái lần giá là dưới 20.000 đô cụ thể là 17.000. Mình đã côn anh em vào hàng rất nhiều ở vùng 22.000 đô. Và mình cũng đã từng côn anh em rất nhiều ở vùng 25 đến vùng 28.000 đô. Và tất cả những cái vị thế này thì nó đều khiến cho anh em tăng tài khoản rất tốt và thậm chí là đến ngày hôm nay mọi người vẫn đang duy trì được một cái mức lợi nhuận tốt nếu như mà anh em ở trong nhóm riêng của mình mà đánh theo đúng plan thì tài khoản anh em hiện tại đang quanh mức nhân 3 lần và mình nghĩ rằng là đấy là một cái thành quả xứng đáng mà chúng ta gì ạ chúng ta cố gắng là chúng ta duy trì nó gần như là tất cả mọi người trong nhóm của mình nếu như đánh theo plan thì tài khoản của anh em tăng rất tốt thậm chí là nhân 3 chúng ta sẽ cố gắng nó gồng đời và thời điểm trước khi mà ở cái vùng giá ngày xưa đúng không ạ thời điểm trước khi mà ngày xưa khi mà Bitcoin giao dịch chỉ ở vùng năm 25 và 28 ngàn đô thôi Mình cô anh em chúng ta lên tàu rất nhiều nhưng mà thời điểm đó là cái điểm đa phần anh em và đa phần người chơi chúng ta đều view thị trường nó xuống đều view thị trường nó xuống và sau đó chúng ta không dám vào hàng và sau đó chúng ta đã làm mắt được cái cơ hội cho và của cái con sóng tăng này đó thì thực ra là khi mà thị trường nó chạy xong rồi thì mới ra sẽ nhìn thấy một cái điều rằng là ờ ừ, bây giờ thị trường nó chạy rồi mà nó là cái điều đương nhiên đúng không ạ? thì bản chất cái tâm lý của người chơi và tâm lý của đám đông là như vậy có nghĩa là khi mà thị trường nó chạy xong rồi thì mọi người thấy cái điều này cái điều đương nhiên nhưng mà thực ra cái thời điểm khi mà mình côn anh em chúng ta lên tàu mà chúng ta vào hàng thì Thời điểm đó là cái thời điểm mà mình nhận được những sự chỉ trích Cũng là nhận được những cái lời bình luận tiêu cực của anh em rất nhiều Nhưng mà đến ngày hôm nay Cái thành quả của chúng ta hoàn toàn xứng đáng đó nha chúng ta Tài khoản chúng ta tăng khoảng 3 lần Thế nên là cố gắng là anh em ta gồng nổi giúp mình nhá Sau khi mà thị trường và Bitcoin nó đẩy lên thì chúng ta có một cái điểm cắt ao phía trên vùng đỉnh Là vùng phía bên trên này đó, Cái điểm 7, uh, cái điểm là 73.000 đô Cái điểm 73.000 đô là cái điểm mà mình có côn anh em chúng ta cắt hao thì anh em bảo là anh Hiếu ơi có phải là anh côn mọi người cá đau ở vùng 73 ngàn đô hay không? Thì câu trả lời là có. Và sau khi mà mình côn xong thì mình có phân tích với anh em là Bitcoin nó sẽ rơi về vùng dưới 58 000 đô. Và sau đó thì mình có côn anh em chúng ta lên tàu. Và chúng ta thực sự nó quá ngon. Ờ, với Bitcoin thì nó chỉ giảm đến về mức 56 000 đô thôi. Nhưng nếu như mà anh em mà chúng ta nhìn sang ăn coi thì chúng ta sẽ thấy một cái điều đó là ăn coi giảm rất sâu đúng không ạ? Gần như là đa phần các cái đồng ăn coi thì nó đều bị chia hai hết đa phần các cái đồng ăn co nó đều bị chia hai hết thậm chí là một số những cái dự án trong cái thời gian vừa qua nó còn khiến cho anh em chúng ta bị gì ạ à? chia rất là nhiều ví dụ đơn giản thôi Ở chúng ta có dự án như là con saga này đúng không saga cũng là một trong những cái dự án mà trong cái thời gian vừa qua thì nó cũng giảm rất là sâu đó thế nên là thực sự nó đều bị chia bốn hết rồi aevo cũng là một cái dự án mà một cái đồng co nó bị chia bốn lần giảm giá rất mạnh đúng không ạ velo tất cả những cái dự án này đều giảm rất là mạnh nên là thực sự là khi mà chúng ta cắt out được vùng 73.000 đô thì chúng ta không những là chúng ta thoát được cái con sóng giảm của Bitcoin mà chúng ta lại còn tránh được một con sóng giảm chia 2, chia 3 và chia 4 với ancoin. Và theo như mình thì đấy là cái sự thành công rất lớn. Những anh em nào mà cắt out ra bây giờ mọi người mua lại thì chúng ta phải lời gấp đôi lần số lượng coin, gấp 3 lần số lượng coin, thậm chí là một số những đồng coin như là AEBO hoặc là Saga anh em có thể x4 lần số lượng coin. Thì đấy là một sự thành công rất lớn và chúng ta cần cố gắng là chúng ta bảo vệ cái thành quả này trong tháng tới về xuống của thị trường thì bitcoin hiện tại nó đang tạo một đà tăng rất tốt đúng không ạ nhưng mà theo cá nhân của mình thì có thể là cái đà tăng này nó sẽ trứng lại một chút sau đó nó mới hình thành một cái xuồng tăng rõ ràng và thậm chí là trong cái thời điểm này nếu như mà bitcoin của chúng ta nó phá qua cái vùng giá bên dưới này là vùng giá 60 000 đô thì bitcoin hoàn toàn có thể về các cái vùng hỗ trợ sâu hơn gần đây nhất là chúng ta sẽ có vùng 57 000 đô và sâu hơn là chúng ta có vùng 52 và 54 000 đô thì thực ra là cái này thì anh em đã cần phải follow và anh em sẽ phải bám sát thị trường cho mình nhé. Nếu như à cái vùng giá 60.000 đô của Bitcoin không trụ được thì nó sẽ có thể rơi về cái vùng giá 57.000, thậm chí là nó có thể rớt rề sâu hơn là vùng 52 và vùng 54.000 đô. nhưng mà về cơ bản thì nếu như mà anh em mà chúng ta có trung bình giá mua Bitcoin ở cái đánh giá là 52 và 54.000 đô như mình có chia sẻ ai, thì thực ra là không có gì mà quá lo lắng cả. Tại vì nếu như mà nó rơi về cái vùng giá này này thì anh em cũng chỉ hòa vốn thôi. Chúng ta không có lỗ. Thế là anh em chúng ta trong nhóm của mình nhá thì tự tin chúng ta cầm cho mình đúng không? còn xu hướng bitcoin hiện tại thì anh em hỏi mình là cái đã giảm nó còn hay không thì câu trả lời nó có thì cái quan trọng là trong cái tháng tới thì liệu rằng liệu rằng là bitcoin chúng ta nó quay đầu nó phá qua cái vùng giá là 60 000 đô hay hay là nó sẽ tạo được một cái vùng tích lũy ở đây Đấy, thì cái này anh em chúng ta sẽ cần phải follow giúp mình nhé nếu mà nó tạo được cái vùng tích lũy thì chúng ta sẽ có để hướng tới một cái đà đẩy một cái đà tăng giá tiếp tục trong cái tháng tới còn nếu như mà trường hợp mà Bitcoin của ta nó không tạo cái đà đẩy mà nó phá mạnh qua cái vùng là 60 000 đô thì cái cửa mà Bitcoin nó về 57 58 hoặc là sâu hơn. Bitcoin có thể về vùng 52 và 54 000 đô thì cái này là cái điều bình thường. Đó thì cái tỷ lệ thì anh em sẽ cần phải bám sát cho mình thôi. Nếu như nó tạo cái vùng tích lũy thì nó sẽ tiếp tục đẩy. Còn nếu như Bitcoin của chúng ta nó xấu mà nó quay về nó phá qua vùng 60 000 đô là rất căng đấy nhá anh em nhá. Có thể là Bitcoin nó sẽ đẩy về vùng 52 và vùng 54 000 đô. Nhưng mà về cơ bản là như anh em nào mà chúng ta nên tàu và anh em nào mà chúng ta vào hàng cùng với mình có cái vị thế tốt và cái vị thế ăn ng quá ngon như vậy rồi chúng ta cố gắng là chúng ta gồng lời thôi chúng ta cũng không có gì mà chúng ta đáng phải lo no nắng. lắng và chúng ta đáng phải suy nghĩ cả về cái thị trường của chúng ta thì trong cái thời gian tới thì cái cơ hội về ăn coi rất là nhiều thậm chí là các cái dự án trong thời gian tới nó khá là ngon nếu như chúng ta chọn được các cái dự án tiềm năng đó thì anh em nào mà chúng ta đánh ăn coi thì có thể tham gia vào trong nhóm tín hiệu premium hoàn toàn miễn phí nhé link đăng ký của mình thì mình để ở cái phần mô tả của video ngoài ra thì tham gia vào trong nhóm vip mình rất là nhắc anh em nó để mà đăng ký vào trong nhóm vip thì anh em sẽ cần phải đồng điệu với cái lối chơi anh em đồng điệu với cái tư duy với mình thì chúng ta mới đăng ký vào uh, tham gia vào trong nhóm thì anh em nếu như anh em nào mà chúng ta muốn có một cái chiến lược muốn có một cái lộ trình muốn có một cái plan đánh cụ thể thì anh em mới đăng ký vào còn nếu như mà anh em mà theo kiểu vội vàng đánh phỏm mô đánh bản năng hoặc là chúng ta muốn kiếm tiền và làm giàu nhanh thì nó sẽ không phù hợp với anh em đâu nó sẽ phù hợp với anh em nào đồng điệu với cái lối chơi và cái lối tư duy với mình theo dõi mình đâu đúng không ạ tham gia vào trong nhóm mình sẽ có những buổi zoom định hướng thì anh em nào trong nhóm của mình thì chưa xem cái buổi zoom định hướng gần nhất thì mới cố gắng xem lại giúp mình thì chúng ta sẽ có một cái lộ trình cũng như chúng ta sẽ có một cái chiến lược đánh trong cái thời tới nó khá là hiệu quả và anh em chỉ cần làm theo cái plan của mình thôi thì mình tin rằng là cái đích đến của anh em rất là rất là đơn giản thôi không có gì mà khó khăn quá cả về thị trường là trong cái thời điểm này nó là một trong cái thời điểm mà có thể giúp anh em thay đổi cái vị thế trong cái thời gian tới một cái thời gian không quá xa nữa thậm chí là cái việc mà anh em mà chúng ta có thể x10 hay là x20 tài khoản nó là cái điều mà anh em hoàn toàn có thể hướng tới được nhưng mà nhớ cho mình nó kiếm tiền trong cái thị trường tài chính nó rất là khó nó liên quan đến cái câu chuyện 50 tỷ mình chia sẻ với anh em về cái tỷ lệ trọi rất là nhiều đúng không ạ à, cái việc mà các bạn nhân hai lần ai đầu tư vào cũng mong muốn như vậy nhưng mà đa phần nhà đầu tư thì đều bị chia và chúng ta đều bị đũ đỉnh và cái kết quả là tài khoản tăng thì không thấy đâu nhưng mà tài khoản chia thì hiện tại thì anh em mở thử mở cái tài khoản của anh em ra xem đúng không ạ ờ, như anh em trong nhóm của mình thì không tính nhá thì thôi anh em nào trong nhóm của mình thì không cần mở cái tài khoản ra xem đâu tại vì tài khoản của mình vẫn đang dương nhưng như anh em nào mà một cái bên ngoài em thử mở cái tài khoản anh em lên đi thì mình tin một cái điều là bây giờ tài khoản của anh em thì gần như đa phần đều đang bị chia hai thậm chí là có anh em mà ôm phải một số dự án nó giảm mạnh thì có thể bị chia ba nữa đó thế nên là thực sự là anh em chúng ta cần phải cẩn thận nói là thị trường tài chính này đa phần người chơi nó đều bị thua lỗ thôi anh em nghe cái câu chuyện 50 tỷ của mình anh em biết rồi đúng không ạ? Tỷ để trọi trong thị trường này nó cực kỳ khó, kiếm tiền đã khó rồi. Chứ đừng có nghĩ là anh em có thể x20 hay là x30 lần. Nhưng mà đấy là một cái nhưng mà nếu như mà sau này mà anh em hiểu cuộc chơi, anh em có một cái chiến lược đánh hiệu quả thì mình tin rằng là nó cũng không phải là khó lắm. Nhưng mà nhớ cho mình là gần như đa phần người chơi đấy ạ. Đa phần người chơi đầu tư vào thị trường này đều thua lỗ. Đầu tư tài chính thì nó rất là khó. Nhưng mà có một cái lợi thế đó là ngày hôm nay khi mà anh em đang ở trong thị trường thì nó đang ở trong một cái giai đoạn người ta gọi là thời điểm đúng thời điểm. Thì nếu như mà anh em mà làm mắt được mà anh em có kiến thức và có cái chiến lược đánh thì mình tin rằng là nó cũng không khó như mọi nghĩ và trong thời gian tới là cái thời điểm mà cơ hội về ăn coi rất nhiều chúng ta có thể đánh và chúng ta có thể tìm các dự án ngon để chúng ta ôm thì kế hoạch sắp tới thì mình cũng sẽ chọn những cái dự án ngon để chúng ta ôm và những cái dự án tiềm năng để chúng ta đánh về xuống của bitcoin thì tổng quan chung thì anh em chúng ta vẫn gồng lời thôi trong ngắn hạn thì bitcoin chúng ta có thể nó sẽ tạo cái vùng tích lũy có thể đi ngang thậm chí là cái việc mà bitcoin nó phá qua vùng 60.000 đô này nó cũng không phải là không thể nên anh em chúng ta chuẩn bị tâm lý trước giúp mình nhé Nếu mà mua được cái giá tốt cùng mình thì chúng ta gồng thôi Còn anh em nào chưa có hàng thì anh em sẽ phải follow và chúng ta bám sát thị trường trong tháng tới giúp mình Được không ạ? Ok, và trong cái video ngày hôm nay thì mình tranh thủ mình update thị trường với anh em một chút Mọi người xem video của mình có thể ấn giúp mình nút like video nhé Và anh có thể tham gia vào trong nhóm tín hiệu ở cái phần mô tả của video Anh nào chưa có tài khoản của sàn Bylen, binance Em chưa có tài khoản của sàn Bybit, OKX và Bitget Thì mọi người có thể xuống cái phần mô tả của video và có thể đăng ký và chúng ta có thể chia bớt ra chúng ta đánh cho nó an tâm mọi người nhé. Ok và hẹn gặp lại mọi người trong cái video tiếp theo. Bye mọi người.